Đợi cô xíu. Dạ em nghe là thầy Phúc. Hả? Mận với Yumi hả? À, nhưng mà liệu hai em đó có biết gì hiến đường không thầy? Cô yên tâm đi. Dưới con mắt nhà nghề của tôi, hai đứa này rất là đẹp đôi. Trời sinh hai đứa ra là dành cho hai vai chính đó đó. À, nhưng mà... Không như không gì hết. Để tôi giải quyết. Đi nha. À, dạ dạ, bye bye thầy. Các em ơi, chúng ta đã có Romeo and Juliet rồi. Ai vậy cô? Ai vậy? Là Mẫn với là Yumi đó. Mẫn và Yumi? À. Con thấy hai người đó hợp đó cô à? Phải không em? Dạ dạ dạ. Được rồi, thì bán vé liền đi Long. Đi bán vé, đi bán vé. Romeo Juliet đã mở cửa lại anh em ơi. Các em ơi, tươi tỉnh lên, vui vẻ lên, tập đi các em ơi. Lên, lên, lên. Cô là sao vậy chú? Con nghĩ là hai đứa thì đóng hai vai chính trong vở kịch Romeo and Juliet. Thôi, ghê lắm, còn đóng cái vai đâu chú ơi. Cái gì vậy? Hai cái đứa này. Hai đứa có biết là hai đứa rất là đẹp, rất đẹp đôi, rất hợp vai không? Hả? Đóng đi. Nhưng mà Juliet là ai con còn không biết nữa mà. Con hỏi gì Yumi? Juliet là một mỹ nhân, một hot girl thời xưa, rất đẹp. Và con cũng rất đẹp, rất hợp vai. Con đóng đi. Bà đẹp lắm hả thầy? Đúng rồi, bà rất đẹp và rất nổi tiếng. Hồi xưa biết bao nhiêu chàng trai cua bả nhưng không được. Bởi vậy con rất là hợp vai, đóng đi nha. Nếu mà đẹp như vậy thì thôi, không được. Rồi, con được chọn. Còn con, Mẫn. Cái gì lắc đầu Mẫn? Con không có dài Romeo nữa đâu. Tại sao không đâu? Cái dài gì mà bận mấy cái áo tay bèo sến lắm chú. Con thấy sến mà, sến mà không được sang luôn á chú. Cái thật. À, vậy là con muốn mẹ của con á nhận được một lá thư của ban giám hiệu để giải quyết cái vụ con đánh lộn đúng không? Chú chơi kỳ quá chú. Hai chuyện đâu liên quan gì với nhau đâu, chú lôi vô chú. Chuyện ba mẹ con là chuyện đóng kịch, nó không liên quan gì với nhau chú. Cái thằng này, giỡn mặt hả? Con tưởng là chú gì tình thân, bỏ qua cho con hả? Thôi, con nói rồi đó, con nhất quyết là con không đóng cái vai Romeo ở đâu. Tại sao không đóng? Con không thích. Tại sao không thích? Sến. Không sến đâu, cái mặt con rất đẹp, rất hợp vai. Chỉ có mặt con đẹp là thắng rồi, hiểu chưa? Đúng rồi, cộng với lại nhan sắc mỹ nhân của con nữa, chắc chắn là thành công. Chính xác. Long ơi, Long ơi, Long ơi. Dậy đi em. Tin tốt nè Long ơi, cháy vé hết rồi. Cháy vé? Ừ. Vui không em, vui không? Hả? Thảm họa. Sao vậy? Không phải, em hiểu lầm rồi. Cháy vé có nghĩa là đã bán được hết vé rồi, chứ không phải là cái vé bị cháy đâu. Long ơi, cô vui quá à. Không phải cô ơi. Hả? Thảm họa ở đây có nghĩa là cô nhìn hai nhân vật chính đi. Sao vậy? Cô nhìn đi. Mẫn, Yumi, bây giờ hai đứa diễn một lần cho cô xem nha. Được cô. Hai bắt. Ôi, Romeo, nếu họ nhìn thấy chàng, họ sẽ giết chàng mất. Không đâu, ta muốn được ở bên nàng, dù bất cứ phương trời nào. Ta muốn được lấy nàng và yêu nàng mãi mãi. Hỡi người ta yêu dấu, ta thề có vầng trăng kia làm chứng. Ôi, Romeo, xin chàng hãy lấy ánh trăng kia mà thề thốt. Nhưng nếu lòng chàng thật sự, thì chàng hãy thề với vị thần tình yêu ở trong lòng. Trời đất ơi, Yumi ơi, Mẫn ơi, hai em diễn hay quá. Romeo và Juliet phải dành cho hai em. Thấy chưa Long, thảm họa là sao? Cho 12 kịch bản đi. Rồi, thoại đi. Hai, ba. Ôi, Romeo. Ôi, Romeo. Nếu họ nhìn thấy chàng, họ sẽ giết chàng mất. Không đâu. Ủa,
Sao vậy? Hai đứa em không có thuộc thoại hả? Hai bạn giỏi lắm cô ạ. Tập 5 tiếng đồng hồ rồi, có kịch bản mới thoại được mà bỏ kịch bản ra là thoại vấp. Không có sao hết á, tại vì hai bạn lần đầu tiên diễn kịch mà, cho nên chưa có kinh nghiệm đâu. Để từ từ cô kêu hai bạn làm lại lần thứ hai nha. Không nổi đâu cô ơi. Trong trường đồn hai bạn này hai bạn dốt nhất trường. Em ngồi đây nhìn họ tập 5 tiếng đồng hồ em còn thuộc thoại, làm sao mà cầm kịch bản không thuộc là sao? Thôi mà, em nói nhỏ nhỏ thôi, hai bạn nghe hai bạn buồn đó, nhiều khi chưa có quen thôi. Xong rồi phải không? Chuẩn bị bắt đầu lại nha. Ok. Hai ba. Ôi, Romeo. Xin chàng đừng lấy ánh trăng kia mà thề thốt. Không đâu, ta muốn được ở bên nàng mãi mãi. Dù ở bất cứ phương trời nào, ta vẫn muốn lấy nàng, muốn được yêu nàng. Thôi đủ rồi hai em ơi. Cô thấy sự dốt của hai bạn đi chưa? Không có sao đâu. Em nói nhỏ nhỏ thôi, em nói vậy hai bạn buồn đó biết không. Bây giờ cô biết rồi. Như vậy nè, cô có cách giải quyết rồi. Cô sẽ mướn chuyên gia về để chỉ đạo diễn xuất cho hai em. Vậy tốt quá rồi. Một, hai, ba, diễn! Ôi, Juliet! Ta muốn lấy nàng. Ta yêu nàng. Hỡi người ta yêu dấu ơi, ta thề có vầng trăng kia làm chứng. Ôi, Romeo. Ôi, Romeo. Em không thể tin chàng được. Trời, cô nói thiệt hả? Cô diễn con quá mệt luôn á. Cái câu này là cái câu ở đằng sau. Cái câu ở đằng trước á là cái câu khác. Con nhớ cái câu trước không? Cái câu con mới nói là câu đằng sau nữa. Còn trước cái câu đó là mình có một cái câu khác. Nhớ chưa? Là câu gì cô? Không nhớ hả? Rồi, để cô nhắc nha. Cô mồi, cái chữ đầu, cái con bắt đầu con nói luôn nha. Này, bắt đầu lại nha. Xin chàng. Đừng. Lấy. Phần trăng. Kia. Mà thề. Thốt. Xin chàng đừng lấy phần trăng kia mà thề thốt. Trời, con không thuộc chữ nào vậy luôn hả? Trời. Rồi, tiếp theo nữa. Ok luôn. Rồi mình tiếp theo đi câu đó. Sau đó. Câu đó, câu sau á. Câu. Nếu. Chàng. Yêu. Ta. Thật lòng. Nếu chàng yêu ta thật lòng. Rồi cái câu sau. Còn câu sau là con nhớ đúng không? Câu sau của câu này nè. Câu sau. Câu sau của nó đó. Là câu nào cô? Chàng chỉ cần Thề. Rồi, tiếp nữa. Thề gì? Trời, cô không tin luôn á. Cô nói thì là sao vậy? Con cố tình đúng không? Con cố tình nãy giờ con không để ý những gì cô dạy đúng không? Chứ sao mà con không có thuộc cái gì hết trơn vậy? Con không có. Chứ sao? Trời, nãy giờ mình tập quá trời luôn mà con không có nhớ cái gì luôn á. Con cố tình chọc tức cô đúng không? Con đã cố gắng rồi, nhưng mà thoại dài quá, từ từ con mới thuộc chứ. Trời, có cái câu nào dài đâu, trong này không có một cái câu nào dài hết trơn á. Hồi nãy giờ mình tập á là 2 tiếng đồng hồ rồi, tập đi tập lại biết bao nhiêu lần rồi mà con nhớ không có thuộc câu nào hết là sao? Trời, như vậy làm sao mà tiến bộ được? Con phải cố gắng lên chứ. Nè, bây giờ làm lại lần nữa nha. Ha. Làm lại lần nữa nha. Vô câu. Đó, cô nói vậy. Rồi con nói gì? Vô. Vô. Này mà là cái kiếm mà nãy giờ cô đâm con chết rồi đó nha. Bình tĩnh. Tôi không thể nào bình tĩnh được bà. Bây giờ con có tập nữa không? Con không tập nữa thì mình nghỉ tập luôn đi. Cô nghĩ là con không thể nào tiến bộ được khi mà con không có chịu tiếp thu những cái gì mà cô dạy. Đúng không? Nhà soạn nhạc mà làm như nhà biên kịch vậy trời. Ê, nè, nói gì đó. Ê, mới nói gì xúc phạm nha. Không có. Ê, học trò của bà xúc phạm luôn nha. Không có, bé còn nhỏ chắc đang bị căng thẳng thôi mà. Không có căng thẳng gì hết trơn. Qua đây. Hả? Tôi không có nói chuyện với nó nữa.
qua đây nói chuyện với tôi. Hả? Tôi cảm thấy là tôi đã bó tay với cái trường hợp rồi. Thôi mà ráng thật vậy. Thật sự là tôi rất là thương bà và tôi muốn giúp bà, nhưng mà tôi cảm thấy là không thể nào giúp được với cái tình hình mà học mà không chịu tiếp thu và không thể nào nhớ lời được. Thôi mà Kim Chi, ráng giúp lại lần nữa nha. Không, một lần cuối cùng. Xin lỗi bà, tôi đành bó tay. Bà hãy cố gắng một mình nha. Ê, nè Kim Chi. Cô nghĩ là em quá căng thẳng đúng không? Tại vì nhiều thoại quá em nhớ không hết đúng không? Là cô hiểu rồi. Bây giờ thì mình bắt đầu từ cái câu mà cái câu quan trọng nhất là cái câu xin chàng đừng lấy ánh trăng kia ra mà thề thốt. Nha, xin chàng đừng lấy ánh trăng kia ra mà thề thốt. Nha, câu chính đó nha. Nó hơi dài, cô sẽ rút ngắn lại là xin chàng đừng thề. Rồi, em chỉ cần nói cái câu bốn chữ xin chàng đừng thề thôi. 2, 3, viết. Bởi tin lời thề. Đó là tựa đề của bài hát. Ủa? Nhẹ hả con? Hỡi Juliet, nàng có nghe ta nói không? Quen thuộc quá vậy. Là ta đây nè. Ta là Ronaldo đây. Romeo. Ta là Romeo đây. Trời ơi, chàng về đi. Nếu họ thấy chàng, họ sẽ giết chàng mất. Không đâu, không đâu, không đâu. Ta không chịu đâu, không đâu, không đâu. Sao nhiều không đâu quá vậy? Vì mấy cái không đâu mới đúng. Một cái là người ta hiểu rồi. Vậy hả? Tiếp đi. Tiếp lại gì nữa? Ta muốn ở bên nàng mãi mãi. Ta muốn được ở bên nàng mãi mãi. Tiếp đi. Nhắc nữa đi. Gì có. Tận chân trời góc bể. Ta muốn được ở bên nàng mãi mãi. Dù ở tận bể bơi. Dù có bể bơi ở trong nữa. Sao Juliet đi bơi làm gì? Ông điên hả? Bể bơi dù chân trời góc bể, chân trời góc thể. À, rồi lại nha. Tiếp đi. Tiếp luôn hả? Đang vô tâm lý. Rồi. Quên nữa nè. Ông đi chết đi. Ông đi chết đi. Tại tôi nói ông mà, tôi nói ông đi chết đi á. Ủa cái gì vậy? Ông diễn mà ông không thuộc thoại là sao? Như vậy sao diễn? Thôi, nhắc tôi lần nữa đi. Ủa tôi nhắc ông cả trăm lần rồi, một câu thoại thôi cũng không thuộc nữa. Thôi, giờ lần cuối, hứa lần cuối sẽ thuộc. Lần cuối đó nha. Ừ. Bực bội ghê luôn á. Câu thoại em cũng không nhớ. Đó, Phương Đông đó. Và nàng Juliet là mặt trời. Và nàng Juliet là mặt trời. Nhô lên đi. Nhô lên đi. Khoan. Ừ. Nhô là cái gì? Là nhú đó. Mặt trời nhú lên đi. Mặt trời nhú lên đi. Ánh sáng lòa lên để che đi hết ánh mặt trăng lạnh lẽo kia đi. Ha! Ánh mặt trăng bệnh hoạn và xanh xao vì ghen tuông hạnh phúc của đôi ta. Xí, sao dài quá vậy? Rồi sao nhớ hết? Trời ơi, dẹp đi! Mệt ông ghê luôn á. Tôi đã vừa diễn vừa nhắc thoại cho ông rồi mà ông không thuộc là sao? Chứ giờ dài quá tôi không mới nhớ hết thiệt. Ông nhớ hết thì nghỉ ông đi, dẹp đi! Không tập nữa! Nghỉ thì nghỉ! Làm gì căng? Nghỉ đi. Nè. Cái gì đấy? Để mớ lông lá đi luôn đi. Cái này người ta không gọi mớ lông lá nha. Chứ là cái gì? Là cái thảm lót. Vậy đem cái thảm lót đi. Thảm lót mà choàng lên người. Tính làm cái bàn à? Tào lao. Đồ khùng. Nói lại lần nữa coi. Chả nói gì cả. Đó, Phương Đông đó. Và làm gì nhé là mặt trời. Lao cái kịch tập. Ôi Romeo. Nếu họ mà nhìn thấy chàng. Họ sẽ giết chàng mất. Lâu. Ta muốn được ở bên nàng. Ta muốn được ở bên nàng. Đừng đi. Đừng đi.
Đừng đi, đừng ngáp. À, xin lỗi. Đừng đi. Ta xin trao lời thề chung thủy. Ta xin trao lời thề chung thủy. Xin đừng thề. Xin chàng đừng thề. Sao rồi? Tập tốt không? Ủa, thầy Phúc tới rồi hả? Ừ. Tốt lắm thầy Phúc. Tập tốt lắm thầy. Em với lại Long thuộc thoại rồi, còn Yumi với Mẫn thì chưa. Ủa là sao? Hai đứa này diễn thì hai đứa này phải học thuộc thoại chứ. Tại sao hai người thuộc thoại? Hai người tính nhận giai người ta hả? Dạ không phải vậy đâu thầy ơi. Em nhắc thoại, em ngáp, mà bạn Romeo bạn cũng ngáp theo nữa. Tại em tưởng là bạn đó đang mi đường dây cho em như vậy. Mi đường dây cái gì? Thầy ơi, hai bạn này không thuộc thoại. Mà hai tiếng nữa mình trình diễn rồi, cầm kịch bản mới thuộc mà bỏ ra là thoại vấp. Như vậy làm sao mà trình diễn hả thầy? Thật ra hai em diễn rất là tốt, chỉ có điều là chưa có thuộc thoại thôi thầy Phúc ơi. Bây giờ trả vé là không được rồi. Không thuộc thoại. Tôi có cách. Ủa? Ờ, Hoàng. Hoàng Anh. Bà cũng đi coi tụi nhỏ đó hả? Bữa nay Yumi nhà mình diễn mà phải đi coi chứ. Công nhận nha, hai đứa nhỏ con mình, ôi tụi nó đẹp dễ sao đẹp luôn á. Giống hai đứa mình với ai. Nó nhỏ nhỏ thôi mắc cỡ chứ. Tôi nói nha, hai đứa này á mất lớn lên thế nào cũng làm diễn viên à. Mai mốt cái gì? Trong một tương lai gần đây thôi. Trời ơi, sao bữa nay tôi thấy hạnh phúc quá à. Còn tôi bây giờ tôi non quá đây nè. Non quá. Khó kìa. Đẹp trai quá bà. Còn tôi kìa. Dù mì đó. Con bé nó xinh quá vậy. Đẹp lắm, nó giống tôi. Ủa, cái cảnh này tôi nhớ có Romeo hay là Juliet thôi. Thằng quỷ này quỷ nào nữa vậy? Thấy cầm chỗ chắc quét rác quá. Sao nhân vật nào như bà điên vậy? Cô giáo đó. Trời đất ơi. Nhưng mà anh đóng vai gì? Không biết. Gì hả? Ôi, Romeo. Con gái tụi nó nói kìa. Ôi Romeo, chàng cũng có mặt ở đây sao? Hãy bỏ chạy đi, vì họ sẽ giết chàng. Ôi Juliet. Nó nói kìa. Ta xin nàng hãy đứng lại đó. Trong lòng ta lúc này rất ao ước được hẹn thề thủy chung với nàng. Ta xin thề dưới mảnh trăng thiêng liêng này, đó là tất cả những gì lời Romeo muốn nói. Ủa, câu thoại này nhớ là của Romeo mà. Vậy hả? Ừ. Sao quét rác nói? Thì bởi vậy. Ôi Romeo, Juliet muốn nói rằng xin chàng đừng lấy ánh trăng kia mà thề thốt. Phải không? Đúng rồi. Ủa sao con gái bà không thoại mà để cho bà nội đó thoại lại vậy? Ủa vậy hả? Là nó phải thoại hả? Cái câu này của Juliet. Vậy hả? Ừ. Sao cô giáo thoại vậy? Và còn nữa, Juliet tiểu thư muốn nói rằng xin chàng hãy từ cha của mình và từ bỏ tên họ của mình đi. Phải không? Thế Juliet của ta. Đây, tới con tôi, tới con tôi. Từ nay về sau, nếu nàng muốn, Romeo sẽ không còn là họ Montegi nữa. Đúng, không còn. Sao quỷ hốt rác nó giành thoại con tôi hoài vậy? Ủa vậy hả? Ừ. Đáng lẽ là con bà nói hả? Thì đó. Gì kỳ vậy? Chàng Romeo. Nữa kìa. Chàng hãy hứa đi. Có mảnh trăng thiêng liêng này, chàng hứa sẽ ở bên nàng Juliet suốt đời phải không? Phải, ta xin thề. Ôi Romeo, chàng hỡi. Tiểu thư Juliet tính nói rằng xin chàng đừng lấy ánh trăng kia mà thề thốt. Ủa sao nó không nói mà nó để cho cô giáo nói vậy? Câu này nó đây của con bà đó. Thì đó, nghi nghi làm vậy mà. Bởi ánh trăng kia nghiêng ngả, cứ mỗi tháng cứ thay đổi đường đi lối về, cả quỹ đạo lẫn chu kỳ, phải không tiểu thơ? Đúng rồi. Hồi nãy giờ thấy hai đứa đóng vai chánh, con tôi với con bà toàn là đúng với rồi với ừ không vậy? Nói gì được cái ba má. Sao vậy? Giành thoại hết rồi.